Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải phân tích từng cục nha. Một con cá hồi bơi ngược dòng. Có nghĩa là sao? Bây giờ mình có một cái dòng sông. Bây giờ chúng ta có một cái con cá ở đây. Thì chúng ta biết nó đi ngược dòng. Có nghĩa là con cá sẽ đi theo hướng này. Nhưng mà dòng nước của chúng ta sẽ đi theo hướng này. Thì đó được gọi là ngược dòng. Thì bây giờ chúng ta có công thức năng lượng thì chúng ta đã có ở đây để đó cho sẵn luôn. Thì bây giờ chúng ta biết T á, là thời gian. Thời gian chính là quãng đường chia cho vận tốc. Nhưng thời gian nó bị ảnh hưởng. Tại vì sao? Con cá đi theo chiều ngược dòng thì có nghĩa là V á, là cái V này nha, mình ghi là VT nha. Là V tổng á, sẽ bằng V của con cá trừ cho V dòng. Tại vì nó ngược dòng cho nên vận tốc nó phải trừ đi. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có EV. Thì chúng ta sẽ có C nè, V mũ 3. Và T á, mình đổi thành quãng đường. Quãng đường của chúng ta sẽ đi là 300 km. Chia cho VT ở đây. Thì chúng ta đã có V là vận tốc của con cá. Và trừ V dòng là vận tốc của dòng. Dòng nước của chúng ta là 6 km/h. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 6. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị của V sao cho để năng lượng tiêu hao ít nhất. Thì có nghĩa là giá trị nhỏ nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ chúng ta có C và 300 á, là coi như là một cái hằng số. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào V mũ 3 chia cho V trừ 6 thôi nha. Mình sắp xếp lại một chút ở đây. Như vậy, muốn đi tìm giá trị nhỏ nhất thì chúng ta đạo hàm để đi tìm cực trị. Thì đối với cục này chính là phân số. Thì chúng ta có công thức như sau. Y bằng A chia cho B. Khi chúng ta đạo hàm thì chúng ta sẽ có Y phẩy. Chúng ta sẽ đạo hàm của A nhân cho B trừ cho B phẩy nhân cho A chia cho B bình phương. Đây là trong sách đạo hàm cơ bản của chúng ta nha. Thì chúng ta đạo hàm nó sẽ thành như thế này. Đạo hàm của V mũ 3 chính là 3V bình phương. V trừ 6. Nếu mọi người không biết cái công thức này thì nó là như thế này. Đó là đạo hàm của số mũ. Thì bây giờ chúng ta có số 3 đúng không? Chúng ta thế số 3 vào đây. Thì chúng ta sẽ có 3X mũ 3 trừ 1. Khi chúng ta đạo hàm thì chúng ta sẽ có 3V bình phương từ V mũ 3. Đạo hàm chữ V á, là số 1. Thì chúng ta thế vào đây 1X mũ 1 trừ 1. Thì ở đây sẽ là 1V mũ 0. Thì chúng ta ra số 1. Như vậy số 6 là hằng số. Chúng ta sẽ có số 0 nha. Còn này sẽ là V. Như vậy chúng ta nhân vô thì ở đây chúng ta sẽ có kết quả là
3V mũ 3 trừ cho 6 nhân 3 là 18. Thì bây giờ chúng ta cho E,V này nè bằng 0. Thì chúng ta sẽ có cái cục này bằng 0. Như vậy chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn vào phương trình số 9. Chúng ta nhấn phương trình, nhấn số 3. Vì đây là phương trình mũ 3. Chúng ta có 3 nè, trừ 18, trừ 1, số 0. Thì chúng ta sẽ có kết quả. À, mình quên V mũ 3 nha, lộn. À, đây là 2V mũ 3, sorry. Bây giờ tính nó lộn. Lo tập trung cái kia, quên cái mũ. À, đây là 2V mũ 3. Như vậy sau khi đó chúng ta sẽ bấm như thế này. Mình sửa lại là 2V mũ 3 nè, trừ 18, số 0. Thì chúng ta bấm ra V bằng 9. Tiếp tục, V bằng 0, cái này loại. Và chúng ta chỉ có hai nghiệm thôi. Như vậy, chúng ta loại cục này và chọn cục này.